Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Kensu Crypto. Trong video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn thực hiện một cái kèo airdrop điền form. Chúng ta cùng ăn chia khoảng 10.000 đô token mini NFT nha các bạn. Thì để tiến hành được cái airdrop này thì các bạn tích vào cái link airdrop mình cho các bạn ở dưới phần mô tả cái video nhé. Ở đây chúng ta phải tiến hành thực hiện những cái nhiệm vụ mà họ đưa ra để chúng ta kiếm cái lượng entry ha. Đối với cái lượng entry này thì họ sẽ phân phối cái tiền thưởng thông qua cái lượng entry của chúng ta trên tổng số cái lượng entry mà người tham gia. Ví dụ như ở đây mình cái ví này của mình có 6 entry ha, thì tương ứng thì mình sẽ nhận được là 6 trên 232.916 nhân cho 10.000 cái nhân cho 9.000 thôi các bạn, nhân cho 9.000 cái đô mini NFT này nhé. 9.000 đô thì sẽ để phân phối cho toàn bộ người dùng tham gia. Còn riêng 1.000 đô này họ sẽ phân phối cho top 10, những cái bạn có nhiều cái entry nhất nha các bạn. Đó. Chúng ta tất cả những người tham gia vào airdrop này đều nhận được một phần token mini NFT nhé. Đó. Cho đó các bạn làm sớm, các bạn có nhiều entry này các bạn sẽ nhận được cái lượng cái token mini NFT nhiều hơn. Để tiến hành cái airdrop này thì các bạn phải có cái Twitter nhé, và có cái thêm Telegram cũng như là tài khoản Medium nhé. Các nhiệm vụ ở đây thì rất là đơn giản đấy các bạn. Các bạn có thể đăng nhập bằng cái nhiều cái cách thức khác nhau, bằng Medium, bằng Gmail, bằng Facebook, bằng Google, cũng như bằng Twitter và bằng cả YouTube nhé. Ở đây thì các bạn sẽ làm tuần tự từng cái nhiệm vụ một nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ follow cái Twitter này và retweet lại cái bài post của Twitter trên Twitter của họ. Tiếp đến là chúng ta tham gia vào các kênh Telegram cũng như là Telegram group của họ nhé. Và cuối cùng là chúng ta sẽ điền địa chỉ ví Binance Smart Chain. Mình sẽ sử dụng ví MetaMask để điền nhé. Đó. Thì các bạn thấy những cái bên góc phải này có những cộng 1 này thì các bạn tích vào đó và các bạn sẽ có cái link, các bạn link đến những cái link để các bạn làm nhé. Và mỗi người chỉ sẽ làm được làm một lần, và các bạn sẽ lần sau thì các bạn muốn thay đổi kết quả thì các bạn tích vào mục edit thôi nhé. Ở đây thì mình đã làm hết các nhiệm vụ này rồi ha. Ví dụ như mình tích vào cái mục join Telegram channel đây ha. Đấy. Thì họ yêu cầu chúng ta sẽ phải đăng nhập đã ha, mình chưa đăng nhập ha. Rồi. Mình tích vào mục follow Twitter đây. Họ sẽ ra cho mình một cái link ha. Link đầu tiên là các bạn phải kết nối với lại tài khoản Twitter của các bạn, và link thứ hai các bạn phải follow nó nhé. Là hoàn thành xong nhiệm vụ nhé. Đây mình phải kết nối Twitter luôn ha. Rồi mình đã kết nối Twitter nhé. Thì do cái Twitter này mình đã làm toàn bộ cái nhiệm vụ rồi, nên là khi mà mình kết nối thì tất cả những nhiệm vụ của mình đã làm xong nhé. Nên là các bạn cố gắng thực hiện nhanh cái kèo airdrop này ha. Đến cái nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ các bạn follow Medium xong thì các bạn sẽ có cái link để các bạn mời bạn bè tham gia vào airdrop nha. Mỗi người sẽ có một cái link riêng nhé. Đó. Cái link này là link của mình nhé. Đó. Và các bạn người phía sau khi tham gia vào airdrop thì phải thông qua cái link của người đi trước nha. Nên là các bạn ủng hộ mình, các bạn tham gia airdrop thông qua link của mình nhé. Các bạn lưu ý cho mình là khi chúng ta lấy địa chỉ ví, chúng ta điền cái địa chỉ ví thì ở cái mục Enter your wallet address này, các bạn lấy địa chỉ ví MetaMask cho mình nhé. Bạn nào mà chưa có thảo sử dụng ví MetaMask thì các bạn lưu ý cho mình, các bạn add cái mạng Binance Smart Chain vào ví. Ở đây thì trong ví MetaMask có rất nhiều là network ha, mặc định là thường là ETH, thì các bạn kéo xuống phía dưới cho mình, các bạn chọn là Binance Smart Chain ha. Sau đó các bạn copy cái địa chỉ ví, cái địa chỉ ví này là địa chỉ ví chung nhé, tất cả các token ở trên mạng này đều sử dụng cái một địa chỉ ví này ha. Còn khi
Các bạn muốn hiện cái token nó lên thì các bạn sẽ add cái token vào ha. Add token mini NFT vào là nó sẽ hiện lên nhé. Còn khi chúng ta làm drop, chúng ta chỉ cần nhận cái địa chỉ ví chung thôi là đã đủ rồi nhé. Rồi các bạn điền vào cho mình ha. Mình chỉ lưu ý các bạn là vấn đề đó thôi. Còn ngoài ra thì các bước thực hiện thì rất chi là đơn giản. Họ hướng dẫn chúng ta chỉ tích theo cái đường link mà họ yêu cầu thôi ha. Rồi như vậy là mình đã có 16 entry rồi các bạn. Đấy. Các bạn nhanh tay thực hiện airdrop. Và chúc các bạn kiếm được thật nhiều entry nhé. Rồi các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ với mình thông qua Zalo 0979239897 nhé các bạn. Hoặc là các group của mình ha. Mình có hai group Zalo, một group Zalo về những cái kèo airdrop mới và những cái group một group Zalo về trade coin nhé. Ngoài ra mình còn có một group Telegram nha các bạn. Và các bạn có thể cập nhật cái những cái dự án này ở trên kênh YouTube của mình nhé. Bạn nào mà chưa có nhấn subscribe theo dõi mình thì nhanh tay ủng hộ mình. Mình thường xuyên cập nhật những cái dự án mới cho các bạn nhé. Những cái dự án của mình thì mình sàng lọc thật kỹ để tránh những cái dự án scam nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn khi phát hiện scam các bạn có thể góp ý giúp mình nhé. Các bạn cũng có thể lấy những cái kèo airdrop này trên Facebook cá nhân của mình ha. Mình toàn bộ những kèo airdrop mình sẽ cập nhật tiến độ trên Facebook cá nhân nhé. Từ những kèo như là game NFT, Wormplay ha, rồi kèo mini NFT mình đang hướng dẫn các bạn, các cái kèo baby inu cũng như là những cái kèo mới nhất ha, kèo kitty b kitty này ha, các kèo mà vừa ra 1-2 ngày thôi các bạn. Các bạn làm sớm các bạn sẽ là những người tiên phong, sau đó các bạn sẽ kiếm được thật nhiều token và chúng ta sẽ chờ đợi họ những cái token này lên sàn nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.